Chào bạn. Mỗi lần mà các bạn thấy tim chỉ trong tụi mình với Thiên Trung với anh Vinh là các bạn đã biết một tuần ở châu qua rồi đó. Coi bộ ngày hôm nay anh Vinh tổ chức trò chơi tập thể hay gì nè. Mới kêu tụi mình mặc đồ y hệt nhau luôn. Ở đây anh Ngáo là người quay phim Trung Vinh Vinh lòng nhất nè. Đúng. Vậy trong tim này anh Ngáo là người hiểu anh Vinh nhất rồi. Đúng. Vậy hôm nay anh Vinh quay clip gì anh có biết không? Không. Không chừng anh quay clip đá bóng á. Mày học dở là phải rồi anh ơi. Mày nhìn tao gì? Đá bóng lại có hai đội đá với nhau, mà đằng này team mình lại mặc chung một màu áo. Vậy thì sao mà đá? Thằng Quang là thông minh nè, hèn chi đi thiên môn nè, cũng hỏi bài người ta được hết. Ôi, em lại gì chị Thảo ơi, chị đừng có nói nữa. Ê, anh Vinh ngồi đó kìa, mình lại đặng hỏi cái là biết liền chứ gì. Rồi, chào mọi người đã đến với kênh Tony TV. Thì ngày hôm nay mình tập hợp team Tony lại đây là để tổ chức một trò chơi dân gian. Còn trò chơi dân gian nào mà team mình chưa làm nữa đâu anh? Anh Vinh ơi, anh có nhớ lời hứa lúc trước anh nói là khi nào nhà anh xây xong thì anh tổ chức bắt chốn với tụi em chơi không? Nhớ chứ. Chính vì vậy ngày hôm nay em mới cho mấy đứa mặc chung một màu áo để mình chơi bắt chốn nè. Yeah. Rồi, vô nhà. Chào mừng mọi người đã đến với địa điểm bắt chốn ngày hôm nay của mình. Wow. Anh Vinh, trong cái nhà này trốn chỗ nào cũng được anh? Trốn chỗ nào cũng được hết. Yeah. Ngoại trừ ở trong căn phòng này, bởi vì đây là căn phòng ngủ của cha mẹ mình. Còn riêng cái cột tung á thì mấy đứa hay là mình lấy cái cột này là cái cột tung đi anh. Cái cột này nằm ở vị trí không có đẹp. Anh Vinh, em thấy cái tủ lạnh này làm cái cột tung được nè. Mày nghĩ sao vậy? Đã gọi là cây cột tung thì nó phải là cái cột. Còn cái này là cái tủ lạnh mà. Ý kiến của Vũ Thanh không có tệ đâu. Quyết định cây cột tung sẽ là cái khe giữa hai cái nắp tủ lạnh này nha các bạn. Dạ. Mấy đứa di chuyển qua bờ bên kia lấy camera đi. Tại vì trong clip bắt chốn nào của cơ mình cũng vậy hết á. Các thành viên ở đây trên tay sẽ có một cái camera để quay lại cái quá trình trốn tìm của mình đó các bạn. Vậy anh chịu khó đi ra khỏi nhà để tụi em ở trong đây trốn cho nó thoải mái nha. Ừ thì giờ lấy camera đi. Dạ. Rồi còn riêng cái camera này thì mình sẽ quay lại quá trình bắt tụi nhỏ nha các bạn. Mấy đứa em có 3 phút để chạy trốn. Trong 3 phút đó mình sẽ đi ra ngoài. 3 phút bắt đầu. Em không biết luôn á. Bị nó dính trong trốn đó. Anh trốn không có được đâu, đem trốn cho. Nó chậm. Không được rồi các bạn ơi, chỗ này chật quá. Trong lúc mình đi ra anh Vinh bắt mình rồi. Kiếm chỗ khác mới được. Đi kiếm coi. Ý, có chỗ rồi. Đây nè các bạn. Đi lên thôi. Đây, bước xuống. Trốn vô đây. Kéo màn lại. Đừng rồi. Tiên nhớ dữ nè. Rồi, kiếm được cái chỗ đã vậy á Tiên. Dạ. Chui vô chỗ này đi. Trời, không có vừa rồi, đi chỗ khác mới được. Cái chỗ này là quá im luôn. Ê, con vịt, con sấu, gì nữa đây? Cái tả. Xem ra dưới cái hốc cầu thang này là nơi để đồ chơi của con nít rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải sắp xếp lại thì mới có chỗ trốn nha. Đây mình sẽ đặt camera ở đây nha các bạn. Rồi xong rồi các bạn ơi. Vô thôi. Nó trốn trong đây được. Còn mày hơn 60kg. Ngồi trong đây coi chừng sập cái tủ của anh Vinh luôn á. Rồi đi đi xuống đây đi. Không hả? Ừ. Đi. Trốn chỗ nào vợ? Ngọc, mày giờ cái đàn này lớn tủ giúp tao đi. Đậy. Ổn rồi á.
làm gì vậy? Trốn chung đi làm gì? Mày đi kiếm chỗ khác đi. Cho mày đỡ tao. Yêu. Nói thiệt với các bạn luôn, nguyên cái nhà của anh Vinh mình kiếm hết mấy cái phòng, chỉ có chỗ này là trốn được nè. Cái này nó cũng vậy luôn. Kiếm tiếp. Chung vô. Giờ mình sẽ chung vô nha. Chặt quá các bạn ơi, mình bị kẹt luôn rồi. Chỗ này không được mà cái chỗ kia cũng không luôn. Ngộ thì chứ, xây cái nhà chi chú chà bá mà không có một cái chỗ kín để trốn nữa các bạn. Chỗ nào ta? À, có chỗ trốn rồi. Đây nè các bạn ơi. Cái chỗ này thì ok rồi đó. Anh Vinh có nằm mơ cũng không ngờ là mình trốn ở đây đâu. Nhưng mà bôn đệ à, mày có thể nào thở nhẹ giúp tao không hả? Chứ cái miệng mày thúi quá, tao ngợp. Thùng két mà cũng tự động nó chạy. Mày làm gì em Ngọc? Sao không kêu vô trốn đi? Ủa, có nghe làm gì chưa? Tìm kiếm cơ ở trong đây có chỗ nào để trốn không? Ở trong đây trống lão mà có chỗ nào đâu chốn. Bọn mày tính chui vô bồn cầu chốn hả? Thôi mày ra chỗ khác kiếm nè. Cái phòng làm việc của anh Vinh nè. Đây là bộ mô hình của anh Vinh nè. Ờ, quá trời đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ chơi lớn luôn nha bạn. Vô phòng anh Vinh trốn. Ờ, tới phòng anh Vinh rồi nè. Ờ, phòng anh Vinh quá trời đẹp luôn bạn ơi. Ủa sao mà ảnh không có trang trí gì trơn nè. Ở trong hốc nữa bạn. Rồi bên đây nữa nè. Đâu có trang trí gì đâu. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm chỗ trốn nha bạn. Đâu. Cái hốc này thì nó quá hẹp rồi bạn ơi, chui vô không có được. Đây, có rồi nè. Cái... Ủa, tưởng cái tủ. Có cái khe này mình tưởng cái tủ bạn. À, có rồi nè. Đây, giờ mình sẽ mở cái gèm ra nha. Đó, mở ra. Xong rồi mình sẽ trốn vô đây. Đó. Ok bạn ơi. Ý, cái này cũng được nè. Ờ vậy hả? Cái gì chị Thảo, hai người chốt lực lắm. Ờ chị Thương chốt bên đây, chốt bên này. Chị Thảo này, đi vô không đóng cửa hay trơn, anh chị phát hiện rồi sao? Ờ chị đóng đi vô. A few moments later. Mình nói cho 3 phút để tụi nhỏ chạy trốn vậy thôi chứ thực ra sớm giờ cũng gần 10 phút rồi đó. Chắc bây giờ tụi nhỏ nó trốn cũng kỹ lắm mà. Thì theo như thống nhất hồi nãy, cái khe ở giữa hai cánh cửa tủ lạnh này đó chính là cây cột tung nha. Mấy đứa trốn kỹ chưa? Trời ơi, con trẻ trâu này, con trẻ trâu Á Tiên này, nó trốn ở đâu vậy ta? Mới nghe tiếng của nó nè các bạn. Trốn kỹ chưa? Dạ rồi. Vinh Á Tiên. Tung. Vừa tối mày rồi. Em. Nãy giờ anh chơi chưa? Dạ rồi. Rồi giờ trốn tìm mà sao lên tiếng chi vậy? Trời ơi em quên. Rồi tiếp theo nha, tiếp theo nha. Đâu rồi, đâu rồi? Ôi, các bạn ơi, cơ hội của mình tới rồi. Yeah, tung. Trốn đâu ạ? Dạ em trốn chỗ này nè anh ơi. Chỗ này nè. Này rồi rồi. Mình là người tung đầu tiên luôn nha các bạn. Rồi, yeah. Ngồi đó đi, ngắm ngồi đó đi. Dạ. Coi như nó hay đi. Rồi, ở dưới cái hốc này không có à. Trong nhà vệ sinh cũng không có đứa nào luôn. Coi bộ lần này mấy đứa nhỏ nó trốn kỹ rồi đó các bạn. Giờ vô kho quần áo nha. Ở trong này nói chung thì cũng hẹp, cũng không có chỗ nào trốn đâu các bạn ơi. Trốn cho kỹ vô nha mấy đứa. Các bạn ơi. Ê, tìm Tony lần này nó quá khéo léo rồi các bạn ơi.
gì nữa đâu. Game over. Sống rồi, thằng ngáo ngồi bên đây đi. Dạ. Giờ tiếp theo đi kiếm mấy đứa khác nha các bạn. Không có đứa nào hết. Dưới này cũng không có ai luôn. Vô trong phòng nhà trai. Của anh mà cơ sao chống được. Ra ngoài này coi coi. Không có rồi, không có ai hết rồi. Quy tắc của mình là lộng nhộn. Thoát được. Đúng rồi. Nhưng đừng có lo, hồi mấy đứa kia cũng ngồi ở đây nữa hả? Đúng rồi đó. Vậy là có anh, đừng quay dùng xe may mắn. Coi coi. Dưới đích sạn nha. Không có đứa nào hết. Ở trong nhà vệ sinh. Coi coi. Không có luôn các bạn ơi. Hay hay. Giờ tiến ra sau hè nha mọi người. Run. Nãy giờ nực quá bạn ơi. Nắng quá chịu không nổi rồi. Bạn nhìn nắng nè. Nắng quá trời nắng rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống nha bạn. Đó, mình sẽ lựa cái thời cơ để mình tung luôn nha. Giờ chơi liều luôn. Mở cửa ra nè. Đóng cửa lại cho bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi từ từ xuống nha. Ở dưới mình thấy nó đang rất là im lặng luôn nha bạn. Để mình coi coi có anh nhìn không. Hỏi Tùng bạn ơi. Tùng. Yeah. Mình tung được rồi nha bạn. Tung được rồi, hỏi đây nè cậu ơi. Hỏi đây nè. Đúng không? Đúng rồi. Chút xíu nữa được quay vòng quay. Tính ra đây là cái nhà của mình luôn á các bạn. Mọi ngõ ngách mình đều rất là rậm luôn. Mà team Tony nó trốn mình kiếm. Mà nãy giờ không tìm thêm được một đứa nào nữa hết. Buồn đại. Mỗi lần thấy con chó này là nhớ tới kênh TikTok. Ở đây cái mặt của mình đưa lên á, nó có 500-600 ngàn người coi à. Mà trong khi đó mình quay con buôn đệ mình up lên á, gần 3 triệu view luôn các bạn. Cái ghê thiệt chứ. À, vô kiếm thêm mấy đứa còn lại coi. Để coi ra tụi nó đang trốn ở đâu nha. Có cơ hội chạy các bạn ơi. Có cơ hội chạy rồi. À để nắm bắt thời cơ tốt quá. Ở đây 1, 2, 3, 4. Vậy là tung 4 đứa tung được. Giờ 4 đứa bị bắt. Giờ chỉ còn có Tiểu Dương với chị Thảo thôi. Ở dưới này là coi như hết rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình đi lên lầu nha các bạn. Đây. Mấy đứa ở dưới này chờ tin vui của anh đây. À. Đây, kiếm mày. Trốn đâu anh biết nữa. Đây là căn phòng làm việc của mình nha. Không có chỗ nào để trốn đâu. Coi trong này. Không có luôn. Các bạn thấy mấy cái hộp này giữ chứ ở ngoài nó rộng lắm.
đủ cho một người trưởng thành trốn chổng luôn á. Mấy đứa nhỏ này chạy dữ thiệt. Đây, trong nhà vệ sinh cũng không có đứa nào luôn. Con qua cửa rồi. Con ngủ của mình. Con ngủ của mình cũng không có đứa nào nữa. Vô nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của mình cũng đâu có chỗ nào đâu trốn các bạn. Ok ha. Rồi, để coi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, bấm like với bấm vào cái chuông để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Không có ai luôn mọi người ơi. Trốn đâu ta? Còn một cái phòng ngủ khách. Còn cái phòng khách này là chưa vô thôi nè. Cũng không có đứa nào ở trong này luôn các bạn ơi. Mình chỉ Thảo à. Cái khu ngoài trước này sớm mình kiểm tra rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa nha mọi người. Đây. Để coi coi à. Vô trong phòng. Không có. Đây. Ê, chính chị Thảo. Rồi, chính chị Thảo rồi nha. Ok. Rồi. Vậy tính ra ngày hôm nay chơi bắt chốt, những bạn nào mà tung được giơ tay lên. 1, 2, 3, 4. Rồi vậy là 6 người bị bắt và 4 người tung được. Mời những bạn tung được đi ra ngoài sân thực hiện vòng xoay may mắn. Mang dép vô đi. Ôi chơi trò này nó mệt. Ra ngoài này đi. Là có mô hình nè, Lego, tiền. Đây là túi chéo nè. 1, 2, 3, 4. Đó. Rồi, 4 bạn này ai muốn vô thực hiện vòng xoay trước? Ai kìa. Quang Mập. Mời Quang Mập vô đi. Quay đi. Để coi coi Quang Mập nó xoay vô cái gì đây. Còn hợp quá à. Vô trúng cái gì là lấy cái đó nha. Rồi. 1 vé xem phim. Rồi tiếp theo. A Đại đi. Rồi A Đại xây đi. Ai xây nha. Rồi từ từ. Rồi A Đại bước xích ra luôn đi cưng ơi, xích ra luôn. Đúng rồi. Đây coi coi vô cái gì đây nghe các bạn. Từ từ. Hỏng quá à. 1 vé buffet. Yeah. Hậu ăn luôn bạn ơi. Nó mập rồi nó còn trúng đồ ăn nữa tời. Rồi vô nghe. Rồi sắp tới mình rồi. Hồi hộp quá à. Rồi để coi coi. Bắt lượt đi. Rồi. Không có dính gì nữa. Đây. Ơi. Tôi muốn vô trúng gì nghe. Dạ tiền. Nãy tham. Một vé buffet. Rồi. Giờ tới mình luôn nha. Rồi tới An Ngọc là thành viên cuối cùng nha. Xây đi là bước ra ngoài, bước ra ngoài, bước ra ngoài. Đó. Để coi coi chúng gì đây. Từ từ. Gì đây? Từ từ. Dính gì đây? Ôi. Một chéo. Rồi, lấy tiền. Đây. Cảm ơn Vinh. Rồi. Cảm xúc ngày hôm nay sao? Quá vui. Mấy đứa này thấy sao? Rồi hiểu rồi đó. Rồi thì video này đến đây là kết thúc thôi. Và nếu các bạn tiếp tục mà muốn tụi mình quay tiếp cái series này á thì đừng quên đăng ký kênh, bấm like với bấm vào cái chuông để ủng hộ team mình nha các bạn. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Chạy 3 vòng quanh xóm. Đúng là cái miệng hại cái thân thiệt chứ. Thôi chạy đi. Chạy nhanh đi. Còn vét nữa 5 kg nữa. Gạn lên đi.